Vâng, em tiến hành test con Noa Victor DC7700 cho bác khách Thanh Hồng, số đuôi 768, đấy, hình như là 768, ở phường 10, ở thành phố Vũng Tàu nhá, ở thành phố Vũng Tàu đấy. Đấy, bác đã đặt trước một ít tiền để chuyển khoản để đặt đôi loa này. Vâng, đôi Victor của bác đây bác nhá, DC7700 đây đấy. Ok luôn nhá, là ok ngọn này nhá. Đây, nó còn lại đây. Đấy. Đấy. Nha. Đấy. Đấy. Nhà em còn rất là nhiều loa nhá, quý vị ai có nhu cầu lấy đôi loa nào thì cứ mạnh dạn alo nhá. Lại ngoài những đôi loa như này ra thì còn rất nhiều đôi loa khác nữa. Đấy. F75 rồi F85 rồi F45 rồi DG9 rất nhiều nữa nhá. Vâng, đấy. Ok. Em sẽ test nó phải đây. Em sẽ đưa âm thanh của nó phải bác nhá. Em đưa nó phải, âm thanh của nó phải đây. Rồi bây giờ em sẽ test cái bát trước nhá. Đây. Bát đã đang hạ xuống này. Em đưa vào đây. Đấy. Test rồi là chung ok luôn này. Linh còn nghĩ gì? Đây, bây giờ em hạ tép xuống nhá, hạ tép xuống này. Đây, hạ tép xuống, đưa bát vào đây nhá, đưa bát vào đây. Đấy. Đấy. Ok nhá. Em sẽ đưa âm thanh trong loa trái này để test loa trái này. Đây là vẫn đang là đẩy bát vào và tép chưa đưa vào nhá. Đấy. Để anh thấy là bát vẫn đang có rất ok này. Đấy. Đấy nhá. Ok. Em sẽ hạ bát xuống này, Đấy, và đưa tép vào nhá. Đưa tép vào loa này. Đấy, ok chưa? Đấy nhá, đây là ok hết nha anh nhá. Vâng, ok. Bây giờ em lại có khách rồi, em phải đấy nhá, em ok nhá, thì bây giờ em sẽ đóng hàng để chuyển đi cho anh nhá. Vâng, em xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Vâng, và em sẽ xin kết thúc video tại đây. Vì thứ nhất là em còn phải đang có khách hàng đến đây rồi, và cái thứ hai là phải đóng hàng để chuyển đi cho kịp giờ. Vâng, xin chào mọi người.